Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh khán giả xếp hàng tới sân Pleiku khiến nhiều đội bóng khác phải ghen tị. Với sức hút từ lứa tuổi U19, Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên kinh doanh có lãi từ bóng đá. Và giờ thì họ cũng là đội bóng hút được nhiều cổ động viên tới sân nhất. Ghi nhận của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam về những ảnh mà chúng tôi cho là rất hiếm hoi tại V-League. Sau nhiều năm thì sân Pleiku mới sôi động đến vậy khi mở màn mùa giải V-League. Việc đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu đã mang đến sức hút lớn đối với khán giả. Việc quản lý vé không tốt đã khiến sự cố xảy ra. Hàng rào an ninh đã không ngăn nổi đám đông cổ động viên chen lấn trên khán đài và hậu quả là các cổ động viên đã tràn xuống đường pit đứng xem trong sự bất lực của lực lượng an ninh. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam mới chỉ diễn ra được 20 phút thì một số lượng đông khán giả đã tràn vào sân. Tất nhiên với ban tổ chức thì điều này thì không tốt với họ, nhưng xét cho cùng thì khán giả, những người yêu bóng đá đẹp vẫn rất muốn đến xem bóng đá, và việc họ vào tràn vào sân này một lần nữa cho thấy là nhu cầu của khán giả muốn vào sân xem bóng đá vẫn còn là rất nhiều. Việc để các cổ động viên tràn vào sân sẽ khiến ban tổ chức nhận án phạt, và đây luôn là vấn đề đau đầu. Nhưng đầu mùa mà có cơn đau đầu như thế này thì nhiều đội bóng cũng thấy dễ chịu. Có vé để vào xem trận đấu này không? Có. Có, tại sao lại phải tràn vào sân như vậy? Em mua vé tháng, vé một tháng luôn 1 triệu, nhưng mà anh xem có chỗ nào ngồi đâu, hết rồi còn đâu nữa. Vào sân mà anh đứng dưới đường pit, tại vì ban tổ chức của giải đấu thì cũng không thể để cái tình trạng này xảy ra được. Không, cái đó thì mình để tránh khỏi được, bởi vì đông người, lượng người, khách cửa như thế này là quá tốt rồi. Ban tổ chức sân Pleiku sẽ phải tìm hướng giải quyết cho những trận đấu tới để tránh tình trạng vỡ sân. Nhưng trước hết thì họ đã có được niềm vui khi lôi kéo khán giả thành công đến sân. Và người hâm mộ thì dù xem bóng đá trên khán đài hay đường pit thì cũng đều được tận hưởng niềm hạnh phúc được chứng kiến lứa cầu thủ tài năng chơi bóng và giành thắng lợi.